cựu sao Liverpool nhận lương bèo, bỏ thêm tiền để được thi đấu. Andy Carroll từng là cầu thủ Anh đắt giá nhất thế giới khi gia nhập Liverpool hồi 2011. Anh ghi 54 bàn tại ngoại hạng Anh và kiếm hàng triệu bảng Anh mỗi năm. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn gần nhất với RMC Sport, Carroll tiết lộ anh đang bỏ túi khoảng 3.500 euro một tháng tại câu lạc bộ Girondins de Bordeaux, đội bóng bị đẩy xuống giải hạng tư Pháp vì vỡ nợ. "Nói thật nhé, tôi thậm chí phải bỏ thêm tiền túi để chơi bóng cho Girondins. Đơn giản là tôi phải chơi bóng đá. Tôi muốn trở thành một phần lịch sử của câu lạc bộ này. Xuyên suốt sự nghiệp, tôi chưa bao giờ thi đấu vì tiền. Tôi không quan tâm mình đang thi đấu ở cấp độ nào, tôi chỉ muốn được ra sân thôi," Carroll nói. Tháng 9 năm 2023, Carroll gia nhập Amiens SC, câu lạc bộ thuộc giải hạng 2 Pháp. Sau một năm, anh đưa ra quyết định bất ngờ khi chuyển tới Girondins de Bordeaux. Từng là đội thường xuyên góp mặt tại Champions League, Bordeaux gặp khó khăn tài chính và tuyên bố vỡ nợ. Cuối tháng 7, Bordeaux gửi đơn xin rút khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của Pháp và đã được Liên đoàn bóng đá Pháp chấp thuận. Tới đầu tháng 8, Bordeaux trở lại bản đồ bóng đá với xuất phát điểm là giải hạng tư Pháp, hạng đấu thấp nhất của nước này. "Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa Bordeaux trở lại vị thế vốn có," Carroll nói thêm.